Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mùa đánh bắt cá mòi của người dân xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Hải Dương chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch. Công ty Sunway Việt Nam tại Thái Bình áp dụng tự động hóa trong sản xuất khung xe đạp. Những điểm nổi bật trong lịch sử kinh đô của nhà nước Đại Cổ Việt. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên lại hối hả bước vào mùa đánh bắt cá mòi. Đây được coi là nghề truyền thống mà lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trong xã. Toàn xã có gần 50 hộ chuyên làm nghề trai lưới, tập trung chủ yếu ở thôn Đông Khu. Một số hộ đánh bắt hàng chục năm nay với số lượng lớn như gia đình ông Bùi Văn Thoái, Bùi Văn Hưng. Mùa cá mòi bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 4 âm lịch. Các ngư dân sẽ chia ca, thay nhau thả lưới. Mỗi ngày các ngư dân ở đây thả từ 2 đến 3 mẻ lưới. Chỉ khoảng 1 đến 2 giờ sau, các thuyền sẽ thu lưới. Ở thời điểm này, bình quân mỗi thuyền bắt được khoảng 20 kg cá mỗi ngày. Cá mòi có đặc điểm là sau khi đưa lên mặt nước sẽ chết ngay chứ không giữ lâu được như các loại cá khác. Vì vậy, cứ mỗi mẻ cá đánh xong, người dân lại họp chợ cá để bán lẻ và bán buôn. Với giá bán trung bình là 30 đến 40.000 đồng một kg, trung bình mỗi vụ cá mòi, ngư dân nơi đây sẽ thu về từ 20 đến 30 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, chương trình phát triển sản xuất rau sạch, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Nam Định bước đầu đã được quan tâm. Mỗi năm xây dựng hàng chục mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, các công ty như Vinanco, Tuệ Hương, rau quả sạch Ngọc Anh đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn VietGAP. Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thúc đẩy nâng cao thu nhập và ổn định sản xuất kinh doanh nông nghiệp cho khu vực lân cận thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định, do tổ chức ZICA và tỉnh Ibaraki của Nhật Bản hỗ trợ, mỗi năm tỉnh thực hiện được từ 7 đến 10 mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản. Thông qua dự án, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước, trong đó sản phẩm rau sạch của công ty cổ phần rau quả sạch Ngọc Anh đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn với chất lượng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch của người dân. Qua hơn 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, mục tiêu phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Nam Định đã từng bước được hiện thực hóa với những mô hình sản xuất hiệu quả. Phát triển nông sản thương hiệu vàng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đề án mỗi xã phường một sản phẩm đạt thương hiệu vàng của ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương trong quá trình tái cơ cấu sản xuất và ứng dụng công nghệ cao đã và đang góp phần tích cực để các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hải Dương đạt thương hiệu vàng. Đề án mỗi xã phường một sản phẩm đạt thương hiệu vàng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho nông thôn. Thực hiện đề án này, thời gian qua Hải Dương đã có 8 sản phẩm nông nghiệp đạt thương hiệu vàng bao gồm cà rốt của huyện Cẩm Giàng, vải thiều huyện Thanh Hà, na và gà đồi của thị xã Chí Linh, củ đậu huyện Kim Thành và hành, gạo nếp cái hoa vàng, bột sắn dây của huyện Kinh Môn. Thực tế tại Hải Dương, khi các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, giá trị sản xuất của nông dân được nâng cao rõ rệt. Cụ thể, 1 hectare hành cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, hay 1 tạ gạo nếp cái hoa vàng thu được 3 triệu đồng, cao gấp 1,5 lần so với gạo nếp thông thường. Không những vậy, các sản phẩm này luôn giữ được giá ổn định trên thị trường. Từ câu chuyện sinh viên đại học sau khi ra trường về quê khởi nghiệp từ nghề nông dù không còn xa lạ, nhưng với bà con nhân dân vùng trũng Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, thì việc vợ chồng chị Nguyễn Thị Trâm, sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải và anh Nguyễn Đình Hải, cử nhân trường Đại học Bách khoa Hà Nội về phát triển mô hình trồng rau an toàn lại như một giấc mơ, là niềm vui mừng, phấn khởi của biết bao người dân nơi đây. Với diện tích 5 ha, chị Trâm bố trí 2,5 ha chủ yếu trồng măng tây, diện tích còn lại, chị trồng các loại rau ngắn ngày như đậu cô ve, mùi, thiên là, cà rốt, giềng, ớt. Ngoài 5 ha của gia đình, chị Trâm còn liên kết với các hộ có diện tích đất trồng nông sản lớn tại địa phương và huyện Đông Anh, Hà Nội, huyện Yên Thế, Bắc Giang để hỗ trợ kỹ thuật sản xuất đóng gói và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Xác định chất lượng nông sản là thước đo đánh giá sự uy tín của công ty. Bởi vậy, trong quá trình chăm sóc, chị đã hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, chủ yếu sử dụng bột thuốc lá để đuổi bọ nhảy và sâu. Nông sản sau thu hoạch cũng được công ty phân loại, đóng gói theo đúng quy chuẩn về cân nặng và chất lượng sản phẩm. Sau đó, dán nhãn mác thương hiệu, ghi rõ địa chỉ của công ty và được bảo quản trong kho lạnh. Hiện nay, sản phẩm măng tây của công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 100% nông sản đã vào được các siêu thị lớn tại Hà Nội. Với việc thường xuyên xen canh cối vụ các loại cây, tận dụng tối đa diện tích đất trồng, nên mỗi năm công ty của chị đã cung cấp cho thị trường 350 đến 400 tấn hàng hóa các loại, trừ chi phí cũng cho gia đình thu về 3 tỷ đồng mỗi năm. Không ngừng đổi mới công nghệ, áp dụng tự động hóa trong nhiều khâu sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty Sunway Việt Nam tỉnh Thái Bình luôn là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ nhằm đáp ứng những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với dây chuyền sản xuất khung xe đạp được tự động hóa ở nhiều khâu đã giảm đáng kể nhân công, tăng năng suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Công ty Sunway Việt Nam đã giải quyết được bài toán về nguồn lực, sử dụng chi phí có hiệu quả, cải thiện mô hình doanh nghiệp bằng cách đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp để từng bước đáp ứng những thay đổi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Từ chỗ chỉ sản xuất được từ 15 đến 20.000 sản phẩm mỗi năm, thì nay đơn vị đã có thể sản xuất đồng loạt nhiều loại sản phẩm khung xe đạp với mẫu mã khác nhau. Năm 2018, công ty Sunway Việt Nam tiếp tục đầu tư mở rộng và áp dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều khâu của quá trình sản xuất, phấn đấu đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Theo báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11%, sản xuất và phân phối điện tăng 16,6%, cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng 1,1%, công nghiệp khai khoáng giảm 0,5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong tháng 2 năm 2018 có mức tăng cao so với cùng kỳ như thiết bị điện tăng hơn 31%, thức ăn chăn nuôi tăng hơn 21%, xe gắn máy tăng hơn 19%, gạch ngói các loại tăng hơn 15%, bộ dây dẫn điện ô tô tăng hơn 14%. Là một trong 10 xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, những ngày này cán bộ và nhân dân xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang tập trung mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống dân sinh. Với quan điểm chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, việc khó làm trước, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, từ đó thu hút sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Qua gần 7 năm triển khai, xã Chất Bình đã huy động được hơn 33 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 25 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn xóm. Đến nay, xã đã đạt 14 trên 20 tiêu chí. Bên cạnh việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa mà Chất Bình đang triển khai đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân bằng việc đưa các loại cây con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chuyển đổi gần 10 hectare đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với cây lúa, quy hoạch khu vực làm trang trại cho người dân sau dồn điền đổi thửa. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bảo tàng tỉnh Nam Định là một trong số những đơn vị thực hiện tốt công văn số 2662 về việc không sử dụng biểu tượng linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam nhằm bảo tồn những giá trị thuần Việt. Là cây nôi phát tích của triều đại nhà Trần, với bề dày lịch sử văn hóa, Nam Định đã vào cuộc một cách tích cực mà tiêu biểu nhất là Bảo tàng tỉnh. Qua 3 năm thực hiện công văn 2662, Bảo tàng tỉnh đã phát huy hiệu quả hoạt động, trong đó nổi bật với các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham mưu, tổ chức thành công các cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, làm sáng tỏ giá trị các di sản văn hóa Việt Nam, nghiên cứu quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trong tỉnh. Phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, gây tiếng vang lớn và góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá các giá trị di sản văn hóa của tỉnh tới công chúng. Những năm vừa qua thì cái cách mà chúng ta tiếp nhận một cách không chọn lọc, đó là tiếp nhận rất nhiều linh vật ngoại lai không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là những con sư tử nhe nanh vuốt cơ bắp để đặt trong các công trình tôn giáo tín ngưỡng. Thậm chí họ đặt trong các công sở để coi đó là cái trừ tà ma và coi đó là cái quyền lực. Thế thì rõ ràng nó không phù hợp với văn thuần phong mỹ tục Việt Nam. Chúng ta có con nghê là biểu tượng rồi, thế bây giờ chúng ta lại cắt đoạn đi, chúng ta lại du nhập một cái con linh vật nó không phải thuần Việt như thế. Người Việt Nam nói là anh hùng đâu phải mây dâu. Vào cho công trình tôn giáo tín ngưỡng thì trước hết phải thân thiện. Con nghê, cái gương mặt nó hồn nhiên thân thiện như thế, nó chào đón khách như thế. Chứ nếu chúng ta vào một công trình từ bi hỷ giả nơi chùa đền mà lại có một cái con vật nhen anh vuốt ra như thế, thế thì đâu là thân thiện nữa. Từ những sự vào cuộc tích cực đó, đến nay hầu như không còn tình trạng sản xuất, cung tiến, bày đặt đồ thờ trong di tích. Đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ về vấn đề sử dụng biểu tượng, linh vật, đặc biệt sử dụng phục vụ tâm linh. Các làng nghề mỹ thuật đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm truyền thống, chấm dứt việc cúng tiến tượng sư tử đá ngoại lai vào các di tích đã được xếp hạng. Đây là một trong những thành công của ngành văn hóa tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Trong đó có Bảo tàng Nam Định, nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Theo sử cũ ghi lại, kinh thành Hoa Lư mang tính chất là một thành trì quân sự chung, cũng là một kinh đô của nhà nước Đại Cổ Việt. Qua nhiều lần khai quật, những dấu tích của kinh thành Hoa Lư xưa cho thấy rõ sự hình thành, phát triển của nhà nước Đại Cổ Việt độc lập tự chủ. Sở dĩ Đinh Tiên Hoàng đế chọn Hoa Lư làm nơi đóng đô bởi địa thế tự nhiên hiểm trở, lợi dụng thế núi, hình sông để xây thành đắp lũy. Những dãy núi Phi Vân, Mã Yên, Hang Quản, núi Chẽ, núi Chợ và nhiều núi khác là những bức tường thành kiên cố có thể giúp vua Đinh bảo vệ nhà nước Đại Cổ Việt còn non trẻ mới hình thành lúc bấy giờ. Đất nước phải nằm ở trong cái bối cảnh là phải đương đầu với giặc phía ngoài, và trong nội bộ là mầm mống loạn lạc, chưa dứt được. Nên chọn một nơi để mang yếu tố là quân thành, vừa là kinh đô nhưng vừa phải là yếu tố quân thành vững mạnh để bảo vệ được trung ương, bảo vệ được chính quyền thì mới giữ gìn được đất nước. Nên Hoa Lư là một vùng có núi non, có sông ngòi bao bọc, như trong sách cổ viết rằng một mặt là sông, ba mặt là núi, tạo cho kinh đô Hoa Lư trở thành một kinh đô mang yếu tố quân thành vững mạnh, lui có thể thủ, tiến có thể công, để giữ gìn được non sông đất nước. Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của chế độ phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam. Tuy còn mang tính chất một quân thành, nhưng thực sự Hoa Lư đã là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của nước Đại Cổ Việt. Chính dựa trên cơ sở của kinh đô Hoa Lư mà khi rời đô ra Thăng Long, nhà Lý đã xây dựng kinh đô mới theo hình mẫu của kinh đô Hoa Lư. Lịch sử ghi lại, tại kinh đô Hoa Lư xưa, vua Đinh, vua Lê cho xây dựng nhiều cung điện, cột điện dát vàng, bạc. Hơn 1.000 năm đã trôi qua, những cung điện không còn nữa. Chỉ còn lại di tích của một tòa thành rộng 300 ha nằm trọn vẹn trong xã Trường Yên, huyện Hoa Lư ngày nay. Kinh đô Hoa Lư tồn tại trong 42 năm, xây dựng thời kỳ độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất quốc gia, tạo cơ sở vững chắc để nhà Lý rời đô ra Thăng Long, xây dựng quốc gia Đại Việt vững mạnh. Tại trường Trung học cơ sở thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội thi giáo viên tổ trưởng chuyên môn giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2017-2018. Tham dự hội thi có 34 thầy giáo là tổ trưởng chuyên môn đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các giáo viên phải trải qua 4 phần thi gồm năng lực, hồ sơ tổ chuyên môn, viết bài luận và thi giảng dạy. Thông qua hội thi, ngành giáo dục đào tạo sẽ lựa chọn các giáo viên là tổ trưởng chuyên môn giỏi nhằm xây dựng đội ngũ các tổ trưởng chuyên môn làm nòng cốt trong công tác đổi mới, sáng tạo quản lý hoạt động tổ chuyên môn các nhà trường một cách hiệu quả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã công nhận danh hiệu giáo viên tổ trưởng chuyên môn giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh cho 11 thầy cô giáo. 5 năm qua, các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, đủ về số lượng và đạt chuẩn về chuyên môn với cơ cấu phù hợp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 44 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô đào tạo 30.200 học viên một năm ở 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng. Các cơ sở chuyển từ đào tạo nghề cho người lao động theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu của người học nghề và yêu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đổi mới và phát triển đào tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, chương trình giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng với phương châm cầm tay chỉ việc. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ người lao động sau học nghề có việc làm đúng nghề đào tạo đạt trên 80%. Hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng năm 2018, nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh Hà Nam tổ chức hiến máu tình nguyện. Với thông điệp xẻ giọt máu đào trong niềm hy vọng, trên 300 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên đến từ Trường Đại học Thương mại Cơ sở Hà Nam, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ và chi nhánh Viettel Hà Nam đã tham gia hiến máu tình nguyện nhằm hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng năm 2018 do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam phát động. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các tình nguyện viên đã nhiệt tình chia sẻ những giọt máu hồng quý giá để góp phần cứu chữa các ca bệnh hiểm nghèo. Kết quả trong ngày hội hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Thương mại Cơ sở Hà Nam, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ và chi nhánh Viettel Hà Nam, ban tổ chức đã thu về được trên 190 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ được chuyển kịp thời về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần đem lại nguồn máu an toàn, chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào hiến máu trong cộng đồng. Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với huyện Kim Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Trần Trung Hải lớp 8A, trường Trung học cơ sở Hồi Ninh, huyện Kim Sơn. Gia đình em Hải thuộc diện hộ nghèo của xã, bố mất từ khi em còn nhỏ, mẹ sức khỏe yếu không có khả năng lao động. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, song với ý chí và nghị lực của bản thân, Hải nhiều năm liền luôn là học sinh có thành tích khá trong học tập và rèn luyện. Trước hoàn cảnh đó, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội đồng đội huyện Kim Sơn đã quyết định trao tặng gia đình em Hải ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng kinh phí xây dựng là gần 60 triệu đồng, trong đó Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước hỗ trợ 25 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nhà ở mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình phát động năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải đã vận động xây dựng được 15 ngôi nhà tình thương tặng phụ nữ nghèo. Đây là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh trong phong trào này, qua đó giúp cho nhiều gia đình phụ nữ nghèo giải quyết vấn đề khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mái ấm tình thương của gia đình chị Nguyễn Thị Gái, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải vừa được khánh thành vào cuối năm 2017. Trước khi có ngôi nhà này, chị Gái phải ở cùng gia đình anh trai vì không có điều kiện xây nhà. Do chị Gái bị bệnh tâm thần, bản thân thường xuyên đau ốm nên hoàn cảnh rất khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải đã trích 30 triệu đồng từ quỹ mái ấm tình thương giúp đỡ chị xây dựng ngôi nhà ở. Cái điều kiện thì ở chung ở đụng là cũng rất là khó, cái chỗ ăn chỗ ở nó rất là chật chội. Thì giờ cũng có khi là nhà thì có 2 cái giường. Nhưng mà giờ 5-6 người thì người được nằm trên giường nhưng người phải nằm ở dưới đất. Thì nay là cũng đã ngôi nhà này cũng đã được hoàn tất. Em tôi cũng được cái chỗ nơi ăn chỗ ở để là nó sạch sẽ, nó khang trang. Không riêng gì gia đình chị Gái, trong năm qua niềm vui ấy còn đến với 14 chị em nữa trong huyện. Mỗi căn nhà được xây mới chính là sự sẻ chia của Hội Phụ nữ các cấp huyện Tiền Hải với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Ban chấp hành phụ nữ xã đã phát động chung phong trào, có những gia đình thì hỗ trợ là làm lại, nợp lại bằng mái, ví dụ mái tôn hoặc là sửa lại mái nhà cho các gia đình hộ khó khăn. Trên cơ sở đó là xóa bỏ cái nhà dột nát trong toàn xã để những gia đình khó khăn được ngôi nhà sinh sống và sinh hoạt hàng ngày. Để cuộc vận động xây dựng nhà ở mái ấm tình thương được chị em trong huyện hưởng ứng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch cho từng năm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, thông qua nhiều hình thức vận động như quyên góp tiền mặt, ngày công lao động. Đến nay, các cấp hội đã trợ giúp hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo xây mới và sửa chữa hơn 20 ngôi nhà với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Tại sao lại có một cái phong trào rất mạnh như thế thì các xã đã chọn các cái hộ gia đình ở ngay địa bàn địa phương. Thế và ấn định những cái hộ đó để mà viết những cái bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để mỗi một hội viên phụ nữ trong toàn xã sẽ vào cuộc để ủng hộ. Vì thế cho nên là trong 13 ngôi nhà chúng tôi xây dựng này thì đã có tới 7 ngôi nhà mà các địa phương tự huy động tại địa phương mình là 30 triệu đồng. Những ngôi nhà mái ấm tình thương tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm to lớn, là động lực, là niềm tin để giúp đỡ động viên chị em phụ nữ vươn lên hòa nhập cuộc sống, vượt qua khó khăn để thi đua lao động sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.